À, xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì kênh THTV sẽ tiếp tục gửi đến tất cả các bạn một cái video review về một cái sản phẩm. Đó chính là một cái bộ kìm cắt móng tay, móng chân, bộ làm móng 12 món. Và ngày hôm nay tôi đã đặt ở trên Lazada về và nó chỉ cũng vài chục ca thôi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ review cho các bạn thấy nó có thật sự tốt như là quảng cáo hay không nhé. Bây giờ các bạn thấy đây, đây chính là nguyên một bộ và có cái bọc ni lông bên ngoài này. Bây giờ tôi lấy cái bọc này ra nha. Đó, khi mà tôi đặt về rồi tôi nhìn á, bề ngoài là có một cái hộp giống y gan như một cái bóp, rất là nhìn rất là chắc chắn, chất liệu rất là tốt, da rồi kim loại bằng sắt, nói chung là rất là ok, nhìn rất là đẹp luôn, rất là hài lòng. Thì khi mà các bạn cầm cái hộp này đi, các bạn đi ngoài đường á, các bạn đi đâu các bạn cầm đi theo á, nó cũng rất là tiện. Tiện sao là giống y gan như là các bạn cầm một cái bóp mà bóp tiền đi gì đó, rất là sang trọng, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, tôi rất là hài lòng. Rồi bây giờ tôi sẽ tháo ở trong, bên trong này có những cái gì nha các bạn. Bây giờ tôi tháo này. Ở nhìn ở bề ngoài này có một cái nút. Đó, cái nút như thế này nè. Các bạn nhấn vào đây, bạn nhấn vào thì lúc đó nó sẽ mở được cái này ra. Mở được cái nắp này ra. Đó, tôi nhấn vào này. Đó, nhấn vào nha. Rồi, lúc đó dở ra. Rồi, ở trong cái hộp này có một cái miếng giấy. Đây, miếng giấy này thôi tôi bỏ qua một bên nha. Miếng giấy chống bụi thôi. Rồi, bây giờ các bạn thấy ở trong này có những cái gì nè. Đó. Đây. Các bạn thấy nha. Đây là một cái kìm cắt móng tay gồm có cái kéo nhỏ ha. Rồi kìm cắt móng tay và đó cái kìm lớn nè, rồi kìm nhỏ nè, đầy đủ hết nha. Đây. Đây là cây lấy rổ tay nè. Rồi đây là cây nặng mụn nè. Cây nặng mụn nè các bạn. Đó. Rồi tiếp theo nữa các bạn cứ chiêm ngưỡng ở đường xe trong này là đầy đủ hết nha. Nè, mày thấy nè. Đó. Mày có thể thấy nè, cây nặng mụn nè. Đó, cây nặng mụn nè. Đó, mấy cái này là cái gì? Mấy cái này là đồ làm móng hết. Đó thấy không? Đó, dũa, cây dũa móng tay nè. Rồi kìm cắt móng tay lớn nè, kìm cắt móng tay bằng nhỏ nè, rồi kìm cắt móng tay cái kiểu như thế này nè, kiểu xéo xéo như thế này nè. Đó, rồi cái cây kéo nhỏ nè, rồi kìm cắt móng tay lớn nè, thấy không? Cái mẫu kiểu này nè, các bạn thấy là rất là chất lượng, thấy không? Đó, nhìn rất là đẹp, nhìn đầy lại nè. Khi mà xài xong rồi chúng ta đầy lại, đó, rất là chắc luôn, nhìn rất là đẹp, tuyệt vời. Đó. Bây giờ tôi sẽ lấy ra tôi test thử cái chất lượng nó như thế nào. Nhìn đây nói chung là bề ngoài hộp rồi rất là đầu tư, rất là chất lượng rồi. Bây giờ tôi sẽ test thử một cái nha. Tôi lấy bất kỳ một cái kìm nào đó tôi test thử. Giờ tôi lấy một cái kìm này nè. Đó, cái kìm cắt móng tay này nè. Đó, tôi test thử nha. Rồi. Ui, rất là nó mới cho nên rất là bót. Kéo cái này lại để mà chúng ta có cái độ đàn hồi khi mà chúng ta cắt. Thấy không? Rồi. Như các bạn thấy nha. Bây giờ tôi sẽ thử cái móng tay nha. Đó. Đây. Đó, rất là bén nha các bạn. Ui, bén lắm. Tuyệt vời. À. Tuyệt vời luôn. Nói chung á, nó chỉ có vài chục ca mà chúng ta sở hữu một cái bộ kìm cắt này là quá rẻ các bạn. Đó, tôi sẽ để đường link mà mua hàng phía dưới này để các bạn mà tìm kiếm các bạn vào các bạn mua nhé. À, còn nếu như mà bạn nào mà không có biết cách đặt á, thì có thể là để lại cái số điện thoại và để địa chỉ ở đây là tôi sẽ đặt giùm cho các bạn. Chứ không có gì hết trơn á. Rồi, nói chung á, là đánh giá về cái bộ cắt móng tay, kìm cắt móng tay 12 món này nè, móng chân 12 món này nè, thì tôi đánh giá rất là tuyệt vời và rất là xứng đáng khi mà chúng ta bỏ tiền ra có vài chục ca chúng ta sẽ mua được một cái bộ kìm như thế này. Đó, rất là rẻ. Đó, các bạn đi đâu các bạn cầm theo á, các bạn cầm theo các bạn cũng nhìn rất là sang trọng đó. Đó, rất là cute phải không nè. Đó, tuyệt vời. Là cả nam và nữ đều chúng ta đều cầm đi theo và chúng ta đều cùng xài được nhé. Chứ đừng có nghĩ cái này là chỉ có là nữ xài thôi. Nhưng mà nhu cầu mà khi mà cắt móng tay, móng chân đồ này nọ
chúng ta làm móng thì còn cả nam lẫn nữ rồi đều là chúng ta đều có nhu cầu chúng ta sử dụng mà, cả con nít cả người già rồi này nọ, khi mà móng chúng ta dài chúng ta cũng phải cắt và chúng ta cũng phải vuốt móng thôi đúng không nào? Cho nên là các bạn nên đầu tư cho gia đình mình ít nhất một một gia đình là một bộ, hoặc giả là có thể là một một cá nhân một người một bộ. Chúng ta có thể đi du lịch, chúng ta có thể đi làm việc, chúng ta có thể đi tất cả mọi nơi, chúng ta cầm theo cái bộ này đi theo, những lúc nào cần thì chúng ta lấy ra chúng ta xài. Nói chung á là ngày hôm nay là tôi sẽ review một cái sản phẩm như thế này rồi đó, thì hẹn các bạn vào tối và 19 giờ hàng ngày là sẽ hứa với các bạn là kênh THTV sẽ mỗi buổi tối sẽ review một cái sản phẩm khác nhau nhé. Quý vị mà thấy video hay hữu ích thì quý vị hãy cho kênh THTV một like, comment, share, subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video review tiếp theo, những video âm nhạc tiếp theo và những video tin tức tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.